Đây các bác ơi, nhiều bác đang xây nhà thường băn khoăn là không biết chọn khung kèo thép siêu nhẹ liệu có bền và chống rỉ sắt hay không thì hôm nay cùng Mai Dừng Tô sẽ cho các bác giải đáp nhé. Được biết rằng thép siêu nhẹ được làm từ thép cường độ cao mạ hợp kim nhôm kẽm, có khả năng chống ăn mòn vượt trội, kháng nhiệt hiệu quả, chống rỉ sét, tăng tuổi thọ cao gấp 4 lần so với thép mạ kẽm thông thường. Thép siêu nhẹ làm từ thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao, mang lại khả năng chống rỉ sét cao, không biến dạng trong quá trình sử dụng. Với đặc tính siêu nhẹ, khả năng chịu lực tuyệt vời, việc thi công khung kèo thép nhẹ này nhìn chung khá nhẹ nhàng và đơn giản. Ngoài ra, khung kèo thép này còn giúp cho việc vận chuyển tương đối đơn giản. Không chỉ được đánh giá cao với khả năng chống chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết như gió, mưa, bão, khung kèo thép nhẹ còn mang đến sự an toàn tuyệt đối, tính bền vững cho công trình. Trọng lượng kết cấu nhẹ hơn 3 lần so với thép đen và 25 lần so với mái bê tông giúp giảm tải cho móng và dầm. Biết được những ưu điểm của khung kèo thép siêu nhẹ thì các bác yên tâm rồi đúng không? Và nếu các bạn có nhu cầu thi công các hệ mái cho công trình của bạn thì hãy liên hệ đến Mai Dừng Tô. Sự khác biệt của chúng tôi là Mai Dừng Tô có đội ngũ thiết kế và thi công cũng như xưởng sản xuất quy mô bài bản đảm bảo chất lượng cao khi đến tay khách hàng. Mai Dừng Tô giải pháp tổng thể cho mái nhà Việt.